đang chạy không được, không nổi luôn nha. Giờ bao mạnh bóc cho anh em luôn ha. Bao nhẹ cho anh em ha, lên ga nhõng đầu liền. Xin chào anh em đến với độ xe vietnam.com. Mình đang tiến hành làm cái nồi chiếc CUS nha anh em, CUS FI ha. Thì chủ xe chạy cái nồi tới luôn nha anh em, tới nái luôn ha. Tới không chuyện luôn nha anh em, chạy còn tới sắt luôn nha anh em, hết bố luôn, vào tới sắt luôn, chuông cháy đen thui luôn, quá ghê nha anh em, quá khủng khiếp. Đây, đây là như là bào cho hết sạch sẽ luôn nha anh em, à, hết tiền luôn ha. Đây cái chuông anh em coi nè, cháy đen luôn, quá trời luôn, như than luôn nha anh em. Thì anh em suốt nào mà muốn làm nồi chạy bóc thì mình canh xe mình chạy tầm khoảng 20.000 là làm được rồi nha anh em, chứ đừng có để chạy mà quá chớ gì nó phá banh hơn cái nồi nữa. Đó, cháy đen thui cái nồi nha anh em coi nè, quá trời luôn. Giờ mình bắt đầu tiến hành đi làm nồi này nha anh em. Đó, mình sẽ làm nồi thái cho chủ xe, bao bền mạnh cho chủ xe ha. Rồi, lúc mình lắp thì mình sẽ quay lại cho anh em coi. Đang tiến hành ráp cái nồi của chiếc CUS FI nha anh em. Đó ha. Thì chuông nồi với bố nồi của mình đã làm chuông làm mới cho chủ xe ha. Còn bố mình thay cho chủ xe đó. Còn bố sau mình đang treo phía sau kia anh em thấy. Đó, khuôn bố thái cho anh em. Bạn bố lớn bị mặt mình xác mình cho anh em luôn ha. Chuông heo này chủ xe có làm không? Có hả? Có đó. Chuông heo chủ xe đã làm lại luôn nha anh em, cho nó khỏi bị rơ ha. Từ nãy là nó rơ quá trời luôn. Giờ làm lại là hết rơ luôn nha. Thử cho khách anh em coi luôn. Đó, bao cứng cho anh em luôn ha. Hết rơ luôn nha anh em. Em chạy được hết bị giặt luôn em ha. Rồi tiến hành lắp bố sắt nha anh em. Đó, một lá bố, một lá sắt ha. Này là bốn bố, ba sắt nha anh em. Xen kẽ nhau anh em ha. Đỡ đầu cho nó úp vào. Anh em nhớ để con rùi vô nha anh em. Đó, rùi cho qua trước thôi ha. Rồi, hộp nắp nồi cho bốn lò xo. Anh em siết đều tay cho cái lò xo định tâm luôn nha anh em. Thời gian làm nồi thì tầm khoảng tiếng anh em ha. Anh em có thể qua ngồi ở tiệm chờ lấy luôn. Bao làm kỹ cho anh em ha, bao bền. Mình đi full bố thái chủ xe nha anh em. Chạy về gấp 3 lần bố thường anh em ha. Đó. Xe này mình có nhận lên full 125, 135, 150 cho anh em đi tour đi phượt đường xa nha. Bao bền mạnh cho anh em ha. Rồi tiến hành bắt chỗ đạt cho anh em. Bốn ốc nồi kỹ thuật mình đã lắc kê hết rồi ha. Mày có khách hàng điện tới mình kêu mình giúp cho cái vé dầu đạp nha anh em. Tại vì cái mới làm nồi mà cái dầu đạp nó bị ngã về trước ha. Chắc là cái thợ trước quên bắt cái lò xo cho dầu đạp nha anh em. Thì chút nữa qua mình sẽ làm lại, tháo ra lắp lại cho chủ xe ha. Rồi đây là chiếc CUS FI mới nói xong nha anh em. Đây ha. Chủ xe làm ở chỗ khác mà không biết làm lắp cái chỗ đạp này nha. Đó anh em, lắp chỗ đạp không biết lắp cho nên phải qua mình tháo ra lắp lại chủ xe ha. Này là hai chiếc CUS FI hết nha anh em. CUS FI ha. Đây CUS FI hết. Chiếc ngoài kia là CUS xăng cơ nha, xăng cơ ha, xăng cơ làm luôn máy. Còn hai chiếc trong nhà là chiếc FI. Giờ mình phải tháo ra lắp lại cái vô đạp của chủ xe nha anh em. Sư phụ mình đã test xong cái nồi chiếc CUS FI nha anh em. Đây ha. Xe
xe này sáng chạy không được, không nổi luôn nha. Giờ bao mạnh bắt bóc cho anh em luôn ha. Bao nhẹ cho anh em ha, lên ga nhõng đầu liền. Bao nhẹ nhàng cho anh em nha. Đó, full nồi mình làm full trước nồi sau luôn. Rồi, giờ mình giao xe chủ xe nha anh em.